Theo thông tin dịch tễ từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, với trường hợp của bệnh nhân N.T.P.A. là nữ tổng giám đốc thẩm mỹ viện quốc tế Amiza, sinh năm 1993. Người này có dấu hiệu nghi nhiễm song vẫn lơ là trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan. Cụ thể, ngày 2 tháng 5 năm 2021, 8 giờ 30 phút bệnh nhân bắt đầu đi làm đến cơ sở công ty Amida tại 222 Phan Châu Trinh cùng chồng, có tiếp xúc với nhân viên công ty. Đến 16 giờ cùng ngày bệnh nhân đi cà phê cùng D tại quán Búc Cà Phê đường Bạch Đằng, có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ, sau đó về công ty lúc 17 giờ 30 phút. Đến 20 giờ tối họp với toàn thể công ty tại 222 Phan Châu Trinh, đến 22 giờ 30 phút thì nghỉ về nhà và bắt đầu có triệu chứng rét run, sáng hôm sau bị sốt. Đến ngày 3 tháng 5 năm 2021, buổi sáng bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị giác, nhức mỏi người. Sau đó bệnh nhân nhờ chồng đi mua thuốc tại tiệm thuốc Tây gần nhà về uống và bệnh nhân nghỉ ở nhà luôn. Ngày 4 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, được chính quyền thông báo nên bệnh nhân nghỉ tại nhà. Trong thời gian này bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chồng, con gái N.N.M.C và người giúp việc V.T.T. Các trường hợp trên hiện đã được cách ly. Thế nhưng, ngay trong buổi chiều ngày 7 tháng 5, bệnh nhân này lại đi mua sắm ở siêu thị thay vì chủ động cách ly tại nhà. Ngày 7 tháng 5 năm 2021, buổi chiều vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 30 và 17 giờ 30, bệnh nhân có đi siêu thị Vinmart đối diện chung cư F Home. Trong thời gian này bệnh nhân có tiếp xúc với hai nữ nhân viên bán hàng và khoảng 4 đến 5 khách hàng cùng đi mua đồ. Đến ngày 8 tháng 5 thì bệnh nhân này được đưa đi cách ly tập trung và cũng trong ngày này, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, thẩm mỹ viện Amiza hiện có 26 nhân viên, người làm dương tính SARS-CoV-2.